Và ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái dàn máy chiếu với cái độ sáng nó trải dài từ độ sáng thấp đến độ sáng cao cho anh em xem nhé. Đây mình sẽ giới thiệu cho anh em. Vâng, hello, xin chào tất cả anh em đang xem video. Thì lâu nay khi mà mình làm máy chiếu từ trước đến giờ ấy, thì một cái câu hỏi mà mình nhận được rất là nhiều và phần đa mọi người gần như khi chọn máy mọi người hay hỏi cái câu này ấy. Đấy là cái máy chiếu có xem được trong cái môi trường ban ngày không, môi trường bật điện không, hay là môi trường ánh sáng cao hay không. Và cũng có rất là nhiều người đã mắc phải cái việc là không hiểu rõ về cái vấn đề này, mà để khi mà mua máy về và không thể xem được trong môi trường bật điện. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ xin được test cho anh em từng cái mức độ sáng một để cho chúng ta hình dung được dễ hơn, chúng ta xem chúng ta hình dung được dễ hơn, thay vì là chúng ta nghe tư vấn thì chúng ta sẽ hình dung được dễ hơn về từng cái mức độ sáng một nhé. Hiện tại đây thì mình sử dụng một cái phòng với cái độ sáng tự nhiên là từ cửa sổ với cái ánh sáng cũng khá là cao. Kèm thêm đấy là mình sẽ bật thêm 1 và 2 cái bóng đèn trần với công suất là 60W một bóng nữa. Tức là cái phòng này anh em hình dung là độ sáng của cái phòng này nó rất là lớn. Và ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái dàn máy chiếu với cái độ sáng nó trải dài từ độ sáng thấp đến độ sáng cao cho anh em xem nhé. Đây mình sẽ giới thiệu cho anh em. Đầu tiên là cái con F90 này, thì độ sáng của con này nó là rơi vào tầm khoảng 250 tối đa của nó, nếu mà nâng hết độ sáng được tầm khoảng 300 ansi lumen. Con này là 300 ansi lumen này, con Aki 7 Max con này là 900 ansi lumen. Đấy, tiếp theo là đến cái con U1. Con U1 này là DLP LED, con này là 1280 ansi lumen. Chúng ta đến với con Xiaomi H3S, con này là 2200 ansi lumen. Và con Epson này là 3000 ansi lumen. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái đại lượng tiêu chuẩn, đấy là đại lượng ansi lumen, chứ không phải là đại lượng lumen LED như là các bên khác hay dùng. Vì cái đại lượng lumen LED nó không phải là đại lượng tiêu chuẩn, nó chỉ là đại lượng để làm marketing khi bán hàng thôi. Đây là một cái đại lượng chuẩn về ansi lumen để cho chúng ta hình dung là cái ansi lumen nó trải dài từ máy thấp cho đến máy cao. Để xem là với cái mức ansi lumen là bao nhiêu và ở như mức bao nhiêu thì chúng ta có thể xem tốt trong môi trường ánh sáng ban ngày, cũng như là để cho chúng ta hình dung một cách dễ nhất và trực quan nhất với từng mức độ sáng. Ok anh em, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Ok, đầu tiên sẽ là chiếc F90 với cái độ sáng là 300 ansi lumen. Con này thì mình đã để cái công suất cao nhất của nó rồi. Công suất cao nhất của nó thì là được 300 ansi lumen với cái công suất nguồn là 90W. Và hiện tại thì anh em có thể thấy đây, mình đang chiếu một cái file nền trắng, đây là file Excel để cho nó dễ nhìn nhất. Nhưng mà hiện tại thì nếu mà chúng ta đánh giá xem, nếu mà mình dùng cái này để họp hành hay là để dạy học thì thực sự là nó rất là mờ và nó hơi khó nhìn. Đấy, đây là chỗ này thì chiếu chưa được 100 inch đâu, chỗ này nó rơi vào tầm 80 inch thôi. Nếu mà 100 inch thì chắc là cũng sẽ rất mờ và không nhìn thấy gì nữa. Đây là phòng bật cả điện lẫn cửa sổ. Nếu như bây giờ mà mình tắt điện đi, đấy, mình chỉ để mình cửa sổ thôi, một cửa sổ như thế này, một cửa sổ như thế này hất vào bên trong, thì chúng ta cũng có thể xem được ở mức độ trung bình. Tức là nó đạt được tầm 30-40%. Đấy, vẫn có thể xem được nhưng mà nó sẽ không được đẹp lắm. Và đây là nền trắng nhé, nếu mà chúng ta xem phim hoặc là xem những cái video màu sắc thì chắc chắn nó sẽ không lên được. Ở đây mình đang nói về cái nền trắng để cho chúng ta dạy học hay là chúng ta xem hoặc là dùng Excel thôi. Chứ còn vụ như là mình mà bật một cái video về màu sắc thì vụ như đây cái video về màu sắc như thế này, đây, thì chắc là nó sẽ đây, chúng ta sẽ hơi khó để xem, mạng nó hơi chậm. Đây lên rồi, đây một video màu, đây anh em có thể thấy đây là video màu sắc. Thì xem thì ở phần trung tâm thì nó sẽ khá là nhìn được, nhưng mà bên rìa thì bị ánh sáng nó cản bớt đi rồi nên rất khó nhìn. Và đây cũng là cái nhược điểm lớn nhất của máy chiếu, đấy là việc là cái ánh sáng gián tiếp từ bên thấu kính chiếu vào, dẫn đến là khi mà chúng ta gặp ánh sáng môi trường xung quanh nó sẽ bị át đi. Đấy, đây là màu sắc. Còn nếu mà chúng ta dùng những cái video xem phim có độ tương phản cao mà nền đen nhiều thì chắc chắn là không thấy gì luôn, mờ tịt luôn ạ. Ok, chúng ta đến với ứng cử viên thứ hai, đấy là chiếc Aki 7 Max. Con này là bản tiêu chuẩn với độ sáng là 900 ansi lumen. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nhá. Đây, điều kiện ánh sáng cửa sổ và bật hai bóng đèn rất là lớn. Thì khi mà chúng ta xem như thế này, ở đây mình đang chiếu chỗ này là tầm khoảng 75 inch, chưa được 100 inch đâu, chỗ này là tầm 75 inch. Thì với cái kích thước 75 inch này thì để mà nói là đọc được chữ thì mình đọc được. Đây mình sẽ tiến gần lại cho anh em xem.
Đây mình vẫn có thể đọc được chữ nha anh em nhé. Đấy, vẫn có thể đọc được chữ. Và nếu mà chiếu 75 inch trong cái môi trường ánh sáng gắt như thế này. Đây, môi trường ánh sáng gắt như thế này. Điện và điện. Đấy, điện nhiều như thế này thì với cái độ sáng 900 ansi lumen của con 7 Max cũng như là cái độ sáng chung là 900 ansi lumen và chúng ta chiếu ở tầm khoảng 75 inch lộn lại, 80 inch lộn lại thì xem được. Nhìn chung là chúng ta xem được đủ để cho chúng ta họp hành, đọc chữ để họp hành, nhìn được chữ và ok. Còn nếu mà xem phim thì chắc là không xem được đâu. Xem phim thì nó sẽ bị át đi, nói chung đủ để họp hành. Còn nếu mà mình tắt điện này. Đấy, tắt điện mà dùng mình cái ánh sáng của cửa sổ thì là ok đấy anh em ạ. Tắt điện mà dùng mình ánh sáng cửa sổ thì chúng ta có thể dùng để họp được, dùng cho công việc được. Đấy. Đấy, tất nhiên là nó được ở đây chỉ là được khoảng tầm 50% thôi chứ không phải là đẹp đâu nhé. Không phải đẹp đâu, chỉ được tầm 50% thôi. Đây là video về Excel. Còn nếu mà chúng ta chuyển sang video về màu sắc, những cái video về màu sắc đi. Đây, thì mình nghĩ là với cái kích thước này nó vẫn lên đánh được, nhưng mà nó sẽ đủ phù hợp để xem tivi thôi, kiểu xem chương trình thời sự, chương trình tivi thôi thì được. Chứ còn nếu mà xem phim thì nó sẽ hơi khó. Xem phim thì nó sẽ bị cái nền phần tương phản nó sẽ không lên được đâu. Đấy, cái này đủ để chúng ta xem những chương trình kiểu thời sự các kiểu, nhưng mà với cái kích thước là 80 inch lộn lại anh em nhé. Với cái độ sáng 900 ansi lumen thì nếu mà xem phòng sáng, phòng nhiều điện, phòng ban ngày thì chúng ta xem tầm 80 inch lộn lại là đáp ứng được cho công việc và xem những cái cơ bản về màu sắc, về thời sự, về tivi. Còn nếu muốn xem phim thì chúng ta vẫn phải xem phòng tối, nó sẽ không lên được nổi đâu. Rồi, chúng ta sẽ sang ứng cử viên tiếp theo. Ok anh em, mà chúng ta đến với tiếp theo là con AUNU1. Con này với cái độ sáng là 1280 ansi lumen. Khá là sáng anh em nhé. Ok, và với cái độ sáng 1280 ansi lumen này thì chúng ta cùng xem. Vẫn là cái môi trường bật đèn và mở cửa sổ. Con này thì chúng ta có thấy cái điều gì lạ không ạ? Đây là cái độ phóng của nó to hơn anh em ạ. Đây, tức là với cùng cái khoảng cách mà mình đặt con F90 hay là con Ki7 cùng cái khoảng cách này thì cái con này nó đã phóng ra được 100 inch rồi. Đấy, nó phóng được chỗ này là 100 inch rồi nhá. Hai con kia thì nó chỉ phóng được một con là 80 inch, một con là 75 inch thôi. Và cái con này với cái khoảng cách chỗ này là 2m6 thì nó đã phóng được 100 inch rồi. Và với cái cửa sổ nó phá trực tiếp ánh sáng vào đây và phòng bật điện. Thì mình thấy thì con này nếu mà chúng ta dùng giảng dạy trong cái phòng mà như này ấy, một chiếu 100 inch ấy là xem được anh em nhé, xem được đấy. Đây, các cái chữ Excel thì xem khá là ngon. Con này thì nó có một cái lợi thế, nó là dòng DLP. DLP nó dùng cái con chip DMD ấy, nên là cái việc mờ viền thì nó sẽ không còn nữa, nó sẽ không như LCD đâu. Con này thì mờ viền thì nó sẽ hết mờ viền đấy, xem rất là rõ. Đấy, chữ nghĩa rõ ràng. Nhìn chung là với cái độ sáng này đủ dùng. Đủ để dùng, ok không? Đủ để dùng nhá. Đủ để dùng khi mà chúng ta xem trong cái kích thước 100 inch, phòng điện vừa kết hợp giữa điện và đèn. Đây cũng là một cái phòng mà nếu mà cơ bản thì nó cũng một cái phòng của một cái lớp học hoặc là của một cái văn phòng. Đấy, của một cái văn phòng, một cái lớp học thì bởi vì là mình thấy nó rất là sáng chứ không phải là không sáng đâu. Đây là mình khi mình tắt điện này. Tắt điện để mình ánh sáng cửa sổ này, mình ánh sáng cửa sổ và tắt điện thì mình thấy nó rất là rõ nét và đáp ứng được hoàn toàn. Ok luôn, với cái độ sáng này thì mình thấy là đáp ứng được hoàn toàn luôn anh em ạ. Đấy, nên là nếu anh em mà dạy học trong cái chiếu khoảng tầm 100 inch và trong cái phòng mà chúng ta có thể là dùng cái ánh sáng từ cửa sổ hoặc là ánh sáng chúng ta điều tiết được nó không quá gắt thì dùng cái con U1 với cái mức độ sáng là 1280 ansi lumen này thì nó hoàn toàn đáp ứng tốt cho chúng ta. Đây, mà nó được lợi cái độ phóng nữa, con này độ phóng nó sẽ tốt hơn những cái con kia. Này, phóng rất là tốt luôn. Và đây là cái chương trình TV VTV1 nhé. Đây, chương trình VTV1 mình đang xem trực tiếp từ cái app của cái con máy này luôn. Đây, để cho anh em có thể xem. Đấy, là với cái độ sáng là 1280 ansi lumen của con U1 này. Có thể nói đây là cái con mà có cái độ sáng tốt nhất trong cái tầm giá. Trong cái tầm giá của nó hiện tại thì toàn là độ sáng chỉ tầm 900 thôi, không được trên 1000 đâu. Đây, chúng ta có thể thấy. Đấy. Và cửa sổ đang bật như này nhá, xem được anh em nhá, xem tivi được. Xem ngon luôn, 100 inch. Đấy. 100 inch luôn. Xem khá là ngon và hình ảnh đẹp đấy.
được không ạ? Rồi chúng ta sẽ sang cái con ứng cử viên tiếp theo. Ok, đây là con Xiaomi H3S với độ sáng là 2200 ansi lumen, và chúng ta cùng xem cái kết quả của nó như thế nào. Đây, phòng bật điện, cửa sổ, và đây là kết quả. Con này cũng chiếu độ phóng tương đương với con U1 lúc nãy là 100 inch với cái kích thước là 2m6. Thì theo mình thấy thì nó vẫn xem rất ok, đọc chữ rõ và nét. Tuy nhiên thì mình thấy con này 2200 ansi lumen, nhưng mà khi mà chiếu Excel thì độ sáng cảm giác không chênh lệch nhiều so với lại cái con U1 1280 ansi kia. Anh em có thể tua lại video để xem cái sự khác nhau. Mắt mình thì mình thấy nó không chênh lệch quá nhiều khi mà chúng ta chiếu Excel đâu. Đấy, cũng hơi khó hiểu cái chỗ này. Tất nhiên là về hình ảnh và màu sắc thì nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà khi mà chúng ta chiếu cho công việc, cho văn bản, cho Excel thì mình thấy nó cũng không chênh quá nhiều. Đây, mình thử bật một cái video khác xem nhé. Đây, tuy nhiên nó sáng hơn đấy. Tất nhiên chắc chắn là nó sáng hơn, nhưng mà mình thấy nó không sáng hơn quá nhiều. Đây, một cái video chim chóc đi, highlight bóng đá thì bật thì sẽ bị bản quyền. Ngày trước mình bị một lần rồi, là mình sẽ hạn chế bật. Đây, chim chóc này. Chim chóc này thì nếu mà đèn sáng cái này thì xem nó cũng không được rõ lắm. Karaoke xem. Chờ một chút để bật. Đây, karaoke đây. Karaoke thì đủ để cho chúng ta đọc chữ nhá. Đây, đủ để cho chúng ta đọc chữ. Đấy, đủ để chúng ta đọc chữ. Đây là mình đang bật điện, và bây giờ mình sẽ tắt bớt điện đi cho chúng ta xem. Tắt bớt điện đi. Đây, đây là khi tắt bớt điện đi và dùng ánh sáng của cửa sổ. Đây, dùng ánh sáng cửa sổ và hát vào, tắt điện đi. Nếu mà xem karaoke với một kích thước là 100 inch, chỗ này là 100 inch nhá, 100 inch xem karaoke thì xem được, xem ổn. Đấy, ổn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bật TV xem nào. Mình sẽ bật một cái chương trình TV. Chương trình TV ở đây xem, xem là chạy thế nào. Trực tuyến này, VTV1 này. Ok, đây là khi mà chúng ta xem TV. Thì với cái độ sáng 2200 ansi lumen này, với cái môi trường cửa sổ như này thì chúng ta vẫn xem được. Bản thân mình thì mình mong chờ cái con này nó xem rõ hơn, nó xem được sáng hơn và rõ nét hơn một chút nữa. Vì nó là 2200 ansi. Tuy nhiên thì 2200 của LED như là con này thì nó không thể ăn được 2200 của halogen như là Epson, Epson các kiểu đâu. Đấy. Ok chưa? Điện đây, cửa sổ đây. Anh em hình dung được ra chưa? Đấy. Xem chương trình TV thì nó sẽ như thế này. Còn nếu mà chúng ta xem chương trình mà phim mà nó nhiều cảnh tối hơn nữa thì mình nghĩ là khó, chúng ta vẫn phải tắt đèn đi. Rồi, đấy là với cái mức độ sáng là 2200 ansi lumen, thì nó sẽ là như thế. Còn bây giờ thì mình sẽ sang một con nữa với mức độ sáng là 3000 ansi lumen, sử dụng bóng đèn halogen. Đấy là con Epson này. Ok, và đây là một con máy chiếu halogen của Epson. Và chúng ta có thể thấy cái con này nó là một cái con gọi là phổ biến nhất khi mà chúng ta dùng trong văn phòng, dùng trong lớp học, dùng trong môi trường chiếu cho công việc, chiếu cho độ sáng cao, hay là những cái quán chiếu đá bóng. Bởi vì sao? Bởi vì cái bóng đèn halogen này nó luôn cho một cái chất lượng về độ sáng cũng như hình ảnh rất là tốt so với LED khi mà chúng ta dùng trong môi trường ánh sáng cao. Đây, cụ thể là chúng ta có thể thấy được luôn. Đây là khi mà mình bật điện và mở cửa sổ. Mình sẽ đứng xa ra một chút nhé. Đấy, đây, mở cửa sổ và bật điện. Chúng ta có thể thấy là nó cực kỳ là rõ nét luôn. Mình nếu mà được chấm điểm thì mình sẽ chấm cho con này là 10 tuyệt đối, 10 trên 10 về cái việc là chúng ta chiếu cho công việc. Nó nét rất là đều, độ sáng rất là tốt, rõ chữ, và đúng là xứng đáng để cho một cái con máy chiếu dùng cho công việc, dùng cho học tập, dùng cho dịch vụ, dùng cho họp hành. Đây, rất là tuyệt vời luôn. Nếu mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta dùng cho các cái trường hợp mà độ sáng cao như này thì chúng ta cứ dùng máy halogen thì nó vẫn là một cái lựa chọn tốt nhất. Còn những cái chỗ khác mình thấy người ta cứ mang mấy cái con máy LED LCD đơn
LED DLP thì mình có thể tạm chấp nhận được, nhưng mà mang cả mấy cái con máy LED LCD đơn độ sáng 600 lumen mà chiếu cho lớp học, chiếu cho những cái hội trường lớn, mình nói thật các ông ấy up cái ảnh lên ấy, thì chả hiểu là quảng cáo cái gì mà làm như vậy nó chỉ có phản tác dụng thôi. Mình như vậy là nó là sai cái mục đích sử dụng, tư vấn sai cho khách hàng, và cái điều đấy là một cái điều mà lương tâm của một cái nhà bán hàng không cho phép, khi mà chúng ta tư vấn một cái sản phẩm nó sai so với lại cái mục đích sử dụng của khách hàng, như vậy là đang lừa dối người ta. Đây là một cái con máy halogen đấy, mà mình sẽ bật thêm những cái khác cho chúng ta xem. Đây là về video về Excel nhá, mình sẽ bật video xem nào. Bật karaoke, con này chắc chắn là đẹp rồi, karaoke thì chắc chắn là đẹp rồi. Đây karaoke, đây karaoke thì rõ ràng rõ chữ luôn. Con này có 3000 ANSI lumen thôi anh em nhé, 3000 ANSI của halogen. Nó rất là sáng, nhất là của Epson thì nó độ sáng nó lại chuẩn nữa. Đây, khác bọt hẳn luôn đúng không ạ? Rất khác bọt luôn. Và khi mà anh em xem trong một cái môi trường mà nó có cái độ sáng cao, thì nếu mà chúng ta mà không có một cái máy chiếu có độ sáng tốt thì chúng ta sẽ vô nghĩa khi mà nói đến độ phân giải. Ví dụ như cái con này, cái con lúc nãy mình chiếu này, cả ba con này luôn, thì hai cái con ở dưới là hai con là độ phân giải là Full HD, con bên trên thế, nhưng mà hai con dưới Full HD nhưng mà độ sáng của nó một con là 300, một con là 900 ANSI, thì chiếu trong môi trường sáng nó vẫn mở, kể cả 4K đi nữa mà chiếu trong môi trường sáng mà độ sáng nó thấp thì nó vẫn sẽ mở. Đó, nên là khi mà trong một cái môi trường độ sáng cao như này, quan trọng là một đầu tiên là của cái máy chiếu đó là cái độ sáng, công suất của bóng đèn nó phải lớn. Đấy, chứ còn ai mà bảo là độ sáng không quan trọng ấy là chưa dùng máy chiếu hoặc là đang đi lừa dối khách hàng. Đây, khi mà chúng ta tắt đèn đi để mình cửa sổ thôi thì nó cũng đã lên được nét như thế này luôn cơ mà, nét cũng ngang với lại tivi đấy. Chỗ này mình đang chiếu tầm 90 inch nhá, con này thì nó 2.6, nó được tầm 90 inch, nó sẽ bé hơn so với bọn led kia một chút thôi, không nhiều, một chút thôi. Đây, một cái video về chim chóc màu sắc. Thì nhìn chung là 3000 ANSI lumen của cái thằng halogen này thì nó vẫn là ok nhất. Và cái video này không phải để quảng cáo bất kỳ một con máy chiếu nào, mà chỉ để cho chúng ta hình dung được là trong cái môi trường độ sáng cao, và giải đáp cho cái câu hỏi là máy chiếu xem ban ngày và xem môi trường độ sáng cao nó sẽ như thế nào, và chúng ta chọn cái máy nào, chọn cái độ sáng như thế nào để phù hợp với cái nhu cầu của chúng ta. Đấy, nhu cầu của chúng ta là xem trong môi trường có ánh sáng như là cửa sổ như thế này, thì cái việc đầu tiên của chúng ta phải chọn là một con máy chiếu có độ sáng tốt. Sau đấy thì sẽ là một độ phân giải phù hợp. Ví dụ như cái con Epson này, độ phân giải của nó chỉ là 1280x800, nó chưa được Full HD. Tuy nhiên cái độ sáng của nó tốt, nên là khi mà chiếu ở môi trường độ sáng cao thì hình ảnh của nó xem nó sẽ đẹp hơn là một con độ phân giải 4K hoặc là Full HD khi mà chiếu trong cái môi trường độ sáng cao như thế này. Và thực ra thì với cái việc mà mở một cái cửa sổ như này thì chúng ta có thể dùng những cái con như nãy mình giới thiệu ấy, 1280 ANSI hay là 2200 ANSI là đáp ứng được rồi. Đấy, đáp ứng được rồi. Và thi thoảng chúng ta có thể kéo rèm lại. Còn nếu mà chúng ta muốn nó đẹp, đẹp luôn thì chúng ta phải lên những cái con độ sáng cao thì là nó mới đáp ứng được. Tuy nhiên thì mình vẫn không khuyến cáo anh em là dùng máy chiếu trong khi bật điện đâu nhá, hoặc là trong lúc mở đèn đâu, tại vì nó không phải là cái bản chất của máy chiếu. Bản chất của máy chiếu nó phải là xem trong môi trường tối cơ, chứ cũng trừ những cái môi trường công việc, trừ những cái công việc như là chúng ta dùng xem Excel này, chúng ta dùng cho công việc họp hành thì chúng ta mới cần phải bật trong môi trường độ sáng như này, nó đặc thù cho công việc. Chứ còn nếu mà xem phim thì chúng ta bắt buộc phải xem trong ánh sáng tối thì máy chiếu nó mới cho được cái chất lượng nó tốt nhất được. Chứ nếu mà xem trong môi trường mà nhiều sáng ấy, thì cái tương phản của máy chiếu nó sẽ không thể nào lên được đâu, mà nó sẽ bị lu mờ đi đấy. Ok chưa? Ok, và mình sẽ kết thúc video độ ở đây. Sáng của máy chiếu. Hy vọng là qua video này thì anh em có thể trả lời cho mình được cái câu hỏi nó là chân thật nhất, máy chiếu có dùng được trong môi trường ban ngày không? Và các cái con máy chiếu nào nó sẽ phù hợp dùng trong cái môi trường ban ngày. Mình đã làm video rất là chi tiết rồi. Anh em ủng hộ mình thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh để mình có động lực ra thêm các video tiếp theo nhé. Cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại.